Không phải bát nhã ba la mật đa, đó là tạp sen lẫn chất độc, nên gọi là phỉ báng Phật, không tùy thuận theo lời Phật dạy, không theo lời Pháp thuyết. Những vị nào có chủng tánh Bồ Tát, không nên theo lời thuyết kia mà học. Vì vậy đại đức nên thuyết thế nào để các thiện nam tử vân vân an trụ bồ tát thừa. Đối với công đức thiện căn của chư Phật và các đệ tử ở ba đời tùy hỷ hồi hướng, nghĩa là chư Phật kia từ lúc mới phát tâm cho đến khi pháp diệt trong khoảng thời gian đó, nếu tu bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng thì tập hợp các thiện căn, như vậy cho đến nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với các công đức phát sanh tùy hỷ hồi hướng thiện căn, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ bồ tát thừa làm thế nào đối với công đức thiện căn kia phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện đáp bồ tát từ thị các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ bồ tát thừa hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm vị ấy không muốn phỉ báng phật mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng phải nghĩ như vậy trí phật vô thượng của chư như lai hiểu rõ sự biến tri công đức thiện thân có tánh như vậy có tướng như vậy có phát như vậy nhưng có thể tùy hỷ tôi này cũng nên tùy hỷ như vậy giống như trí phật vô thượng của chư như lai hiểu rõ sự biến tri nên dùng việc phước nghiệp như vậy hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tôi nay cũng nên hồi hướng như vậy các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ bồ tát thừa đối với công đức thiện căn của chư như lai và các đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như thế nếu tùy hỷ hồi hướng như thế thì không phỉ báng phật đó là theo lời dạy của phật theo pháp phật thuyết đại bồ tát này dùng tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy không xen tạp các loại độc có thể đến cứu cánh lại nữa đại sĩ các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ bồ tát thừa hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với các công đức thiện căn của chư như lai và các đệ tử nên tùy hỷ hồi hướng như vậy như sắc uẩn vân vân không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy như các giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy vì sao như các pháp kia tự tánh không không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy nghĩa là tự tánh của chư Như Lai là tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời công đức của chư Phật tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời thanh văn độc giác và trời người vân vân tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời các thiện căn đó tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời đối với việc tùy hỷ kia tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời chỗ pháp hồi hướng tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời người hồi hướng tự tánh không nên không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời nên khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thật biết rõ năm uẩn vân vân, các Pháp không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời. Nếu không rơi vào ba cõi chẳng bị lệ thuộc ba đời, thì không thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Vì sao? Vì uẩn vân vân các Pháp tự tánh bất sanh. Nếu Pháp bất sanh thì vô sở hữu, không thể dùng Pháp vô sở hữu tùy tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu, cho nên Đại Bồ Tát hay tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng vô đề như vậy, không xen tạp độc hại, có thể đến cứu cánh. Các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ Bồ Tát thừa, nếu dùng hữu tướng làm phương tiện hoặc có sở đắc làm phương tiện, đối với các công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử mà phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, nên biết đây là tùy hỷ hồi hướng tà, phát tâm tùy hỷ hồi hướng tà thì chư Phật Thế Tôn không khen ngợi, tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng phải là việc để Phật Thế Tôn khen ngợi, cho nên không thể viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa cho đến không thể viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng do các công đức không viên mãn nên không trang nghiêm thanh tịnh cõi phật thành thục hữu tình do không thể trang nghiêm thanh tịnh cõi phật thành thục hữu tình nên không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao vì do phát khỏi sự tùy hỷ hồi hướng có tướng có các sự xen tạp độc hại lại nữa, đại sĩ, nên khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên nghĩ như vậy. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở mười phương thế giới, như thật thông đạt công đức thiện căn và pháp như vậy, có thể nương tựa là pháp phát sanh, không điên đảo, tùy hỷ hồi hướng. Ta này cũng nên y vào pháp như vậy mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đó là phát tùy hỷ hồi hướng đúng đắn. Do đó, nhất định chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, độ các hữu tình cùng tận đời vị lai. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen ngợi thiện hiện, lành thay, lành thay, nay ông đã vì tất cả đại bồ tát mà làm phật sự lớn, nghĩa là vì các đại bồ tát mà khéo thuyết không điên đảo sự tùy hỷ hồi hướng. Việc thuyết tùy hỷ hồi hướng như vậy là dùng vô tướng, vô đắc, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tánh, tự tánh, tự tướng, tánh không đều làm phương tiện cũng dùng pháp tánh pháp giới chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện thiện hiện nên biết giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều được thành tựu mười thiện nghiệp đạo bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông thì ý ông thế nào các hữu tình này được phước đức nhiều chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy, thiện hiện nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử, khởi tâm không nhiễm trước, tùy hỷ hồi hướng công đức đạt được nhiều hơn trước, thiện hiện nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân này khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng lại nữa thiện hiện giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với các vị dự lưu cho đến độc giác kia chọn đời đem tất cả vật cúng dường để dâng lên vị ấy một cách cung kính tôn trọng ngợi khen thì ý ông thế nào các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà được nhiều phước đức chăng thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều, Phật Bảo Thiện Hiện, các Thiện Nam Thiện Nữ vân vân nào, đối với công đức thiện căn của Chư Như Lai và các đệ tử khởi tâm vô nhiễm, tùy hỷ hồi hướng công đức này đạt được nhiều hơn trước. Thiện Hiện nên biết các Thiện Nam Thiện Nữ vân vân này nên phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế đối với các thiện căn khác là tối tôn là tối thắng vân vân. Lại nữa thiện hiện giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Nếu có tất cả hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, tất cả đều đem đầy đủ sự cúng dường mà dâng lên trải qua hằng hà xa vân vân đại kiếp như cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Thì ý ông thế nào các hữu tình do nhân duyên này mà được nhiều phước đức chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều nhiều phước đức như vậy nếu có hình sắc mười phương hằng hà xa thế giới đều không thể chứa hết được Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử khởi tâm không nhiễm trước, tùy hỷ hồi hướng, công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Thiện hiện nên biết các thiện nam, thiện nữ vân vân, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, đối với các thiện căn khác là tối tôn, là tối thắng vân vân thiện hiện nên biết đem phước đức trước so với công đức sau, không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, cho đến không bằng một phần cực nhỏ. Vì sao? Vì mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự vân vân của các hữu tình kia đều dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, cho nên các thiện nam, thiện nữ vân vân kia dùng đầy đủ sự cúng dường mà dâng lên bậc dự lưu cho đến bậc phát tâm đại bồ đề cũng dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện Lúc bấy giờ, bốn đại thiên vương cùng với ba vạn hai ngàn quyến thuộc thiên tử đến đảnh lễ sát chân Phật và chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát kia mới có thể phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là phương tiện thiện xảo của đại Bồ Tát kia là dùng vô tướng vô sở đắc, không nhiễm trước, không tư duy, không tạo tác làm phương tiện. Đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử phát khỏi tùy hỷ hồi hướng không điên đảo, sự phát khỏi tùy hỷ hồi hướng như vậy không rơi vào trong hai pháp và không hai pháp. Khi ấy trời đế thích và thiên tử tô dạ ma, thiên tử san đổ sử đa, thiên tử thiện biến hóa, thiên tử tối tự tại, cùng vô lượng trăm ngàn các thiên tử khác cầm các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, cờ đèn, hương hoa, chân kỳ, tấu nhạc trời để cúng dường Phật, đảnh lễ sát chân Phật và chắp tay bạch các đại Bồ Tát kia mới có thể phát khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế, nghĩa là vị đại Bồ Tát kia với phương tiện thiện xảo. Dùng vô tướng vô sở đắc không nhiễm trước, không tư duy, không tạo tác làm phương tiện, đối với công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử phát khỏi tùy hỷ hồi hướng không điên đảo, tùy hỷ hồi hướng như vậy là không rơi vào trong hai pháp và không hai pháp. Khi ấy trời đại phạm thiên vương và trời cực quang tịnh, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời sắc cứu cánh, mỗi vị cùng với vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng đều đành lễ sát chân Phật, chắp tay cung kính đồng bạch Phật, bạch thế tôn thật hy hữu các đại bồ tát kia được bát nhã ba la mật đa dùng phương tiện thiện xảo nên vượt hơn thủ thắng hơn các thiện nam vân vân ở trước tu thiện căn không được phương tiện thiện xảo và hữu tướng có sở đắc. Lúc bấy giờ, Phật dạy trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh, vân vân. Giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề ở khắp tất cả như lai mười phương thế giới thời quá khứ vị lai hiện tại, từ lúc mới phát tâm cho đến khi tránh pháp kiểu trụ. Trong khoảng thời gian đó, các thiện căn tương ưng với bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc các thiện căn của chư đệ tử, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Như Lai và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, hoặc sự thuyết tránh pháp của chư Như Lai, hoặc dựa vào việc tam phước nghiệp tu tập tánh thí, tánh giới, tánh tu, hoặc dựa vào pháp đó mà tinh cần tu học đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác Bồ đề được vào tránh tánh ly sanh của Bồ Tát hoặc các hữu tình, hướng dẫn thiện căn tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã vân vân, tập hợp tất cả như thế để cân lường dùng hữu tướng có sở đắc có nhiễm trước có tư duy có tạo tác có hai không hai làm phương tiện hiện tiền tùy hỷ đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà cũng có các thiện nam thiện nữ vân vân phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với tất cả như lai trong mười phương thế giới vào thời quá khứ vị lai hiện tại từ lúc mới phát tâm cho đến khi chánh pháp an trụ trong khoảng thời gian đó tu thiện căn tương ưng với bố thí ba la mật đa cho đến các hữu tình hướng dẫn các thiện căn tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã vân vân tập hợp tất cả như thế để cân đường dùng vô tướng vô sở đắc không nhiễm trước không tư duy không tạo tác vô nhị bất nhị làm phương tiện hiện tiền tùy hỷ đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề sự tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam thiện nữ vân vân đối với các thiện căn khác là tối tôn là tối thắng nói rộng như trước đối với sự tùy hỷ hồi hướng của hữu tình trước thù thắng gấp trăm phần ngàn phần muôn ức phần cũng là tối thắng cụ thọ thiện hiện bạch phật sự tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam thiện nữ vân vân như Phật đã thuyết, đối với các thiện căn khác là tối tôn là tối thắng nói rộng như trước, vậy ở mức độ nào là nói tùy hỷ hồi hướng đối với các thiện căn khác là tối thắng vân vân? Phật dạy thiện hiện các thiện nam thiện nữ vân vân đó đối với tất cả như lai thanh văn độc giác bồ tát ở mười phương thế giới thời quá khứ vị lai hiện tại và các thiện căn khác của tất cả hữu tình không lấy không bỏ không khoe không khinh chẳng có sở đắc chẳng vô sở đắc đạt được tất cả pháp không sanh không diệt không nhiễm không tịnh không tăng không giảm không đến không đi không họp không tan không nhập không xuất lại nghĩ như vậy pháp ba đời là cảnh giới pháp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, ta cũng như vậy đối với các thiện pháp dùng vô sở đắc làm phương tiện tùy hỷ hồi hướng, thiện hiện sự tùy hỷ hồi hướng ở mức độ này nên ta nói đối với các thiện căn khác là tối thắng vân vân, tùy hỷ hồi hướng như thế thủ thắng hơn tùy hỷ hồi hướng khác gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp muôn ức phần, cho nên ta thuyết tùy hỷ hồi hướng như vậy đối với thiện căn khác là tối thắng vân vân lại nữa thiện hiện các thiện nam thiện nữ vân vân an chủ bồ tát thừa ở mười phương ba đời như lai từ lúc mới phát tâm cho đến chánh pháp cửu trụ trong khoảng thời gian đó tu thiện căn tương ưng với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cho đến vô lượng vô số vô biên phật pháp hoặc công đức thiện căn của chư thanh văn độc giác bồ tát hoặc việc tam phước nghiệp của tánh thí tánh giới tánh tu và các thiện căn của các hữu tình hoặc hòa hợp tất cả như thế lại hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng không điên đảo nên nghĩ như vậy sắc cho đến thức cùng với giải thoát vân vân cho đến trí nhất thiết tướng cùng với giải thoát vân vân dưới